lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa tươi Vinamilk Queen Farm được đầu bếp top 1% thế giới chấm giải tuyệt đối về vị ngon. Okay, chạy từ đầu rồi. Sốc lắm á. Chạy từ đầu. Hello anh. Gương mặt quen thuộc, ngày nào cũng gặp, giờ nào cũng gặp. Quen thuộc rồi chứ. Anh có muốn em cầm cái máy em quay anh không? No. Cho mọi người biết cái gương mặt của anh. Người đứng đằng sau rất là nhiều những clip hậu trường viral. Legend cameraman à? Cái này anh gung hay là anh cố tình nhảy lên vậy? Ông đến đi. Chỗ ở đây người ta chơi mà nói vô hả? Của tất cả những chương trình từ Rap Việt tới Mask Singer rồi Our Song, Anh Trai C2 đều là anh đưa cái camera đây em quay. Đó mặt là người anh. Người đàn ông ấy. Đây là phần chính diễn tập hợp giữa show tiết mục của Thảo My và Nguyễn Tuấn Duy ạ. Đấy, đang đợi cậu nhớ tên. Nguyễn Tuấn Duy. Mà muốn nghe. Nhưng mà xoay có mọi người ạ, không thời gian tập nên không biết lên nhảy sao đây. Lên nhảy. Bừa thôi. Đang không phải bừa, ý là cứ lên cứ hết mình thôi. Hết mình như bừa. Biết sao giờ? Ê, anh này chồng. Thế. Đèn à. Thằng này. Đây là chợ sáng à? Đúng rồi. Hay quá nhỉ. Để đó thì kệ người ta đi. Thì chỉ hỏi là cái gì? Sợ hả nó? Nó? Đang ngồi như này nè. Ê, sợ hả? Đi bên chưa? Ta đánh câu của My gì đấy. Ngồi lại đây. Ta đã biết hết mọi thứ. Đừng cái nữa. Thì ra là dây. Bùm. Quăng nha. Quăng. He got these yellow brown eyes and a smile on his face when he tells me he wants me. From the feelings I can hide when I dance and I sway with his arms tied around me. And sure I mess it up a little later on, but just for now I'll keep dancing. He and his yellow brown eyes and the smile at this point got the air feeling vibrant. Yeah, you're sure I would not feel like you're hurt.
Xem bố anh có cái lo dòng rồi đi ra anh cảm giác lo thì chưa không nên mang cái để mang cái tư tưởng lo thường nó sẽ kéo theo những năng lực xấu hồi hộp thì đúng rồi hồi hộp như kiểu là luôn luôn bước lên trên trước khi bước chân lên sân khấu thì mình bên đây cũng chút hồi hộp cái đó là một cái giống như kiểu là cái kiểu cái gì nhỉ nó là cái cảm xúc tức là mình nếu mà hồi hộp lên sân khấu mình diễn nó có cảm xúc giữ một chút như vậy mà lo lắng thì chắc là cũng không nên quá lắm. Vì ok mình biết luật chơi rồi mà chơi thôi được phải đi tiếp không vì thế là đó cái bộ thế là đó được không sao mình không giỏi ngay em mình nghĩ bảo cứ để mọi thứ nó diễn ra theo cách tự nhiên cứ hoạt động mình cứ làm việc một cách nghiêm túc phải hết mình công hiến còn lại là không có gì phải công nhận. Nếu như mà mình là ông Ray không mang ô mà mình phải nhiều rồi chương trình đầu tiên đi thành giờ ai là người biến lên đó nối tiếp nhất thì nó ai là người hối tiếc nhất khi phải rời xa mình đầu tiên người loại chơi của mình là loại cá nhân đúng không? Đúng. Thì có lẽ là chị đúng. Thì tất nhiên là mình yêu nó đang một cặp mà sau đó là đến chị Minh và Vũ Thảo Vy trong cái mọi người cái vòng liên quân này và cái vòng liên minh này mọi người cả team gắn bó với nhau rất là tình cảm vui vẻ nên mà vào là đấy là những người mình sẽ cảm thấy rất là nhớ hiểu không giờ chương trình lúc tạm biệt mối tình đầu mang tên camera hay không biết là bạn sắp tham gia vào sẽ đi như nào? Em không biết luôn á, bây giờ không biết là luật chơi tiếp theo đi ra sao, sau trường nó đi sẽ ra. Bây giờ còn 6 cặp thôi thì cũng không biết như nào. Còn sau là còn sau là nó sang gấp đôi thì. Mỗi lần mình nói hai lần. Đúng rồi. Chưa cãi nha, hồi nãy gặp khán giả dưới nói là có cái bót rồi thì họ đi gặp sao nhớ cài đầu nha. Trợ lý đi. Thì nó cái động tác thì nó cũng dễ hở đúng không? Không hở. Em nghĩ là chỉ cần tay phải được. Cái đầu thì chỉ đầu. Chị không muốn không thôi. Còn muốn tập được, em nghĩ là được. Em nghĩ là được. Chạy chạy từ đầu Lô anh. Hello. Gương mặt quen thuộc ngày nào cũng gặp giờ nào cũng gặp. Quen thuộc rồi chứ. Anh có muốn em cầm cái máy em quay anh không? No. Cho mọi người biết cái gương mặt của anh. Người đứng đằng sau rất là nhiều những clip hậu trường viral. Legend cameraman à? Cái này anh gung hay là anh cố tình nhảy lên vậy? Ông đến đi. Chỗ ở đây người ta chơi mà nói vô hả? Của tất cả những chương trình từ Rap Việt tới Mask Singer rồi Our Song, Anh Trai C2. Thẻ VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.